Xin chào toàn thể các bác đến với kênh thiết bị tưới Gia Nông nhé. Đây là cái bếp Sky 41 hàng chính hãng các bác nhé. Và nó sử dụng bằng bánh răng quay chuyển động thông số làm cho cổ bếp nó quay, thế nên nó không đủ cột cố định các bác nhé. Cái thứ hai là nó có nhiều họng phun như họng 12, 14, 16, 18, 20 và 22, nên nó có thể thay đổi được bán kính và sử dụng được nhiều máy bơm bác nhé. Máy bơm lớn thì dùng họng lớn và máy bơm nhỏ thì dùng họng nhỏ các bác nhé. Và bếp này thì có bán kính tối đa là từ 40 đến 45 mét và đường kính là 80 đến 90 mét, thì tương đương với một lần nó có thể tưới được 3 đến 5 sào, có nghĩa là 3.000 đến 5.000 mét vuông trên một lần tưới các bác nhé. Và cái thứ tư ấy, là cái bếp này rải rất là đều từ trong gốc ra ngoài, nó không có điểm chết các bác nhé. Và cái thứ năm là cái lượng nước ra nhiều hơn, nhanh hơn so với bếp thường các bác nhé. Nó gấp 1/3 thời gian bếp thường, có nghĩa là bếp thường bác tưới 6 tiếng thì bếp này các bác chỉ cần tưới 4 tiếng là được các bác nhé. Và cái thứ sáu là cái bếp này có khả năng kháng gió, bởi vì nó chỉ sử dụng một họng thôi, nó phun cực kỳ xa và nó đỡ bị gió tạt hơn rất là nhiều các bác nhé. Và bác nào cần thì hãy alo bên em nhé. Thì cái hàng này là hàng Đài Loan, hàng chính hãng, cho nên là cái số lượng của nó không được nhiều các bác nhé. Các bác hãy liên hệ sớm để được tư vấn xem mình có phù hợp không. Nếu như mình phù hợp thì hãy mua, chứ khỏi mua về lại không sử dụng được uổng tiền các bác nhé. Và cái thứ hai là các bác liên hệ để mua được hàng chính hãng, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các bác nhé. Và bên em thì có một đổi một trong vòng 1 tháng và bảo hành sửa chữa 24 tháng cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây các bác nhé, cái bếp Sky 41 hàng chính hãng và đang là dưới cà phê đây. Cà phê mà hoa to như thế này mà cũng không bị gãy các bác nhé. Nhớ là các bác thấy là hoa to như thế này không bị sao hết. Đó. Thì những cái cây rau màu như cây cải bắp này kia vẫn tưới được bình thường à, chứ không có bị dập gì đâu. Cây bắp thì cây ngô, cây bắp thì tưới quá tốt luôn các bác nhé, không vấn đề gì hết. Và bác bảo là sao mà cái bếp kia nó đều hơn ấy, thì không phải, do cái cần xả nước ở bên trên đầu này các bác thấy này, cần xả nước là chúng ta hạ xuống một tí đó, các bác thấy à, em đang là xẻ xuống một tí đó, nó xẻ hơn so với bình thường. Nếu như chúng ta xẻ là chúng ta xẻ có chưa tới thì nó sẽ không đều, còn chúng ta đã xẻ nó chạm vào tia nước một tí rồi này, sau đầu xuống là nó mổ xuống cái nữa là nó sẽ đều để các bác thấy ở trong ra này, do các bác không biết chỉnh thôi nhá, chứ còn cực kỳ đều nhá. Đấy các bác thấy à, cực kỳ đều. Đây em quay xa cho các bác coi này. Đó, nó cực kỳ đều ở trong ra luôn này. Đó các bác thấy không ạ, cực kỳ đều, do cái đầu này bác hơi chạm vào tia nước một tí, các bác hơi chạm vào tia nước một tí các bác nhìn rõ không ạ,